Tôi là Hiếu, năm nay 33 tuổi. Tôi không phải là kiến trúc sư, nhưng tôi có một tình yêu lớn dành cho kiến trúc và nghệ thuật. Năm 2013, gia đình có nhu cầu cải tạo lại căn hộ mà chúng tôi đang ở, nhưng tôi phải tự tay làm điều đó sau một thời gian dài không thể tìm kiếm và lựa chọn được kiến trúc sư phù hợp để cộng tác. Lý do rất đơn giản, kiến trúc sư thời đó chưa có ý thức trong việc công bố các dự án mà họ thực hiện tới cộng đồng. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, rồi đi đến một quyết định sử dụng Internet làm công cụ, tạo ra một mạng kết nối các kiến trúc sư trong nước, xây dựng một cơ sở dữ liệu về kiến trúc của Việt Nam do kiến trúc sư Việt Nam thực hiện. Tháng 10 năm 2013, tôi chính thức xây dựng henhum.net nhằm kết nối kiến trúc sư đang hành nghề tại Việt Nam để cùng tham gia các dự án truyền thông kiến trúc, chia sẻ sản phẩm do họ thực hiện tới cộng đồng. Từ một ý tưởng, sau 3 năm hình thành, Henhum giờ đã có hơn 35.000 thành viên quan tâm theo dõi. Các văn phòng kiến trúc hàng đầu Việt Nam đều biết và thường xuyên tham gia các hoạt động do chúng tôi tổ chức. Hàng loạt các dự án kiến trúc nổi bật tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay được các kiến trúc sư chủ động xuất bản với cộng đồng thông qua Henhum. Trong 2 năm vừa qua, Henhum đã tổ chức tổng cộng 6 triển lãm kiến trúc lớn, hướng tới đối tượng là các kiến trúc sư đang hành nghề và sinh viên đang theo học ngành kiến trúc trong nước. Hiện tại, henhum.net là một mạng kết nối, ngôi nhà chung của kiến trúc sư tại Việt Nam, đồng thời là kênh truyền thông kiến trúc có nội dung phong phú và cập nhật do chính các kiến trúc sư trong nước đóng góp. Năm 2014, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái thiết kế bến xe buýt của kiến trúc sư Sho Fujimoto tại châu Âu. Lần đầu tiên tôi được tiếp cận một cái công trình mà nó không giống với tất cả những cái bến xe buýt mà tôi đã từng thấy từ trước đến nay. Và kiến trúc sư Sho Fujimoto đã để lại cho tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc từ cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu thực hiện Henhum cho đến ngày bây giờ. Tôi mời kiến trúc sư Sho Fujimoto về Việt Nam vì tôi muốn truyền tải cái niềm cảm hứng mà tôi nhận được khi tôi nhìn cái bến xe buýt đó tới số đông những người đang hành nghề kiến trúc tại đây. Vì tôi tin là nếu một công trình có thể làm cho tôi có cảm hứng thì cái người kiến trúc sư đó sẽ truyền cảm hứng được cho rất nhiều những người đang làm nghề tại Việt Nam. Toàn bộ các công trình kiến trúc của kiến trúc sư Sho Fujimoto sẽ được các bạn sinh viên tại Việt Nam chung tay cùng thực hiện. Đối với cá nhân chúng tôi thì đây là một trong những cái dịp rất là tốt để sinh viên được trải nghiệm làm mô hình các công trình nổi tiếng của một kiến trúc sư nổi tiếng. Thông qua việc làm mô hình, các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều trong những vấn đề liên quan đến thiết kế các không gian kiến trúc và đặc biệt là cái ngẫu hứng, cái sự cảm hứng của kiến trúc sư truyền cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm nghề nghiệp rất tốt trong tương lai. Thì khi mà mình làm những cái mô hình này thì cái khả năng mình tiếp cận với không gian đó nó sẽ ổn hơn. Ổn hơn là mình chỉ mãi suy nghĩ hay là mình chỉ mãi tưởng tượng. Bởi vì đôi khi cái khả năng tưởng tượng mình có hạn mà. Thì khi mà mình tiếp xúc với không gian, mình được sờ nắng nó thì mình sẽ học được nhiều hơn. Để làm một cái mô hình mà nó mang một cái tính chất là triển lãm thì tất nhiên là cái yêu cầu của nó rất là cao. Độ tỉ mỉ và cẩn thận, mình chỉ cần dơ một tí là không được rồi. Em rất là muốn được làm cái gì đó khác với những cái điều mà mình đã từng làm. Đến với triển lãm em nghĩ nó là một cái duyên. Khi mà em muốn làm những cái điều có lớn thì trước tiên em phải làm những tốt những cái thứ nhỏ thôi. Gần như là mọi người khá là giống như là mân mê cái giá trị mà mình làm ra hơn là chỉ đơn giản mình làm ra chỉ để đó cho người ta xem. Không phải như vậy. Không phải là chúng ta đạt được cái gì mà chúng ta trải qua những cái gì.
đến lúc đặt được mô hình lên cái bục rồi thì thấy là cái công sức mình bỏ ra trong 2 tháng qua là nó đáng. Tiếp xúc thực tế nó rất là hay. Thêm nữa thì là cái việc là anh rất quan tâm đến cái tư duy kiến trúc của người Nhật nói chung, và cái việc là cái cách thức tư duy trong những cái ngành gỗ, ngành mộc. Những người đang hành nghề kiến trúc ở Việt Nam giống như tôi thì các cái hoạt động triển lãm của Hanom rất là có ý nghĩa, đặc biệt là với kiến trúc sư trẻ và các bạn sinh viên kiến trúc. Tôi nhận thấy rằng là đây là một trong những cơ hội mà giúp các kiến trúc sư chúng tôi có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn và bớt cô đơn trong con đường hành nghề. Because in Vietnam very difficult to get the information because less books and also less information. Only people get all the information from online. So this the opportunity is very good for local architects to see what he's doing and also how to know how to enjoy architectural design. Triển lãm này cũng thu hút được rất đông đảo sự quan tâm của xã hội, của kiến trúc sư, của thầy cô và các bạn sinh viên. Và tôi nghĩ rằng là các cái triển lãm kiến trúc ấy, thì mà Hanom đã và đang làm ấy, thì nó cũng rất là cần thiết cho cái môi trường hoạt động hành nghề kiến trúc sư hiện nay ở Việt Nam, và đặc biệt là nó rất cần và để hỗ trợ thêm cho cái môi trường đào tạo sinh viên kiến trúc. Triển lãm kiến trúc Show Fujimoto đợt này là một trong những cái thử nghiệm mới của chúng tôi trong vấn đề tổ chức triển lãm khi chúng tôi mời một kiến trúc sư quốc tế sang Việt Nam. Lần đầu tiên làm thì có rất nhiều bỡ ngỡ, và bản chất chúng tôi cũng không thể kiểm soát được một số những cái công việc mà chúng tôi đang làm. Thế nhưng điều đấy lại cho chúng tôi được rất nhiều trải nghiệm để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức về triển lãm kiến trúc ở trong tương lai. Và mục tiêu của chúng tôi trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời các kiến trúc sư nước ngoài, đặc biệt là những kiến trúc sư có cái độ truyền cảm hứng cao đến với cộng đồng kiến trúc sư tại Việt Nam. Và mong muốn của tôi ngay từ ngày đầu thành lập Hanom đó là đây là những hoạt động chung dành cho cộng đồng kiến trúc, thì cộng đồng có trách nhiệm cùng với chúng tôi tổ chức sự kiện này. Và thông qua triển lãm kiến trúc Show Fujimoto đợt này, một phần nào đó chúng tôi đã làm được điều đó khi triển lãm năm nay có được sự đóng góp về cả mặt công sức cũng như là tài chính và sự động viên của hầu hết các văn phòng kiến trúc sư có trách nhiệm tại Việt Nam.